Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thầy gì đây. Tiếp tục với series đó chính là Thần Thú Đại Chiến nha anh em, Pokemon rất là hay. Và nếu anh em là thích hãy để lại cho mình một like, một cái comment và một chia sẻ nhé. Rồi, thì link tải mình sẽ để phía dưới phần comment ha. Hôm nay là có một cái sự kiện mới của Thần Thú Đại Chiến ở đây. Đó chính là chúng ta sẽ chiến boss Darkrai và nhận code vào ngày mai. Quá ngon luôn, chiến boss Darkrai nhận thưởng khủng và sẽ nhận thưởng vào ngày kia anh em nhé. Đó chính là 9, 6 giờ tối ngày kia cho lại có code ha. Rồi thì tiếp tục làm nhiệm vụ để tiết kiệm thêm game ha. Đăng nhập điểm danh xong rồi. Bạn bè mình sẽ tặng và nhận cái này nhá. Ok, ấn vào đây để nhận quà này. Đó là vàng và 100 mảnh Fionnes, mình cứ tưởng là mảnh của con mới cơ. Nhưng không phải anh em. Cho sẽ nhận miễn phí nhá, kim cương, hoa hồng. Gói hàng ngày tôi sẽ nhận thêm cả đống rất là nhiều luôn. Rút thẻ, đây là rút thẻ bên này là kim cương, mình sẽ ấn miễn phí bên này. Rồi chúng ta sẽ ấn vào vàng, đặc quyền rút, đấy, rút thêm. Ok, tôi rút được rất là nhiều mảnh, rất là nhiều thứ, gọi là xịn sò ở trong này. Rồi ấn xác nhận này. Sức phẩm mình cũng sẽ rút miễn phí bên này nhé. Mở. Đấy, ok. Rồi, chúng ta đã xong. Miễn phí của chúng ta cũng xong luôn. Đây có phần đăng nhập của mình này. Có phúc lợi này. Có thẻ tháng này. Có tiệc Pokemon này. Chúng ta sẽ ăn bù hai cái này nhá. Rồi, ok. Let's go. Mình sẽ mở hết cái này ra. Đăng nhập để nhận thưởng này. Nhận quà, nhận thưởng đã xong. Bây giờ mình sẽ sự kiện mình đang diễn ra rồi. Rèn luyện nhiệm vụ, mình ấn nhận quà đi. Đấy, hợp lý. Thẻ phiêu lưu thì sao? Rồi, mình cho sẽ vào cái nhiệm vụ này nha. Mình sẽ lấy vàng, lấy full vàng ở trước đã. Rồi, kéo xuống dưới là chúng sẽ nâng cấp bất kỳ một Pokemon nào đó khoảng 3 lần. Chúng ta có rất là nhiều con để có thể nâng ở phía dưới này. Ví dụ con Lavesta này. Nâng phát được luôn ạ. Chúng ta sẽ vượt cái phụ bản hàng ngày. Đã xong. Chúng ta sẽ vượt cái phụ bản EXP. Đã xong. Đây là phụ bản quà tặng. Cũng đã xong. Quét luôn. Cái là thách đấu thì thôi tôi bỏ qua. Khá lâu. Cho đột phá Pokemon một lần. Con này yêu cầu cần có độ 80 mới có thể đột phá được anh em nhé. Aruriju, ok. Đột phá nào anh em. Chắc cũng không đến nỗi là quá khó đâu. Xác nhận này. Bên này xong chưa? Xác nhận. Chúng ta lại đột phá thêm à? Từ từ. Pokemon đột phá một lần. Chưa đã đột phá đâu. Lúc nãy đã đột phá đâu anh em. Bây giờ mới đột phá này. Lúc nãy quét chưa đủ luôn. Rồi, cho đột phá này. Đã xong, đã đột phá xong. Và chúng ta sẽ quyên góp cũng như là xây dựng gui nhá. Đóng góp. Xong luôn. Rồi, ok, tôi nhận hết được cái đóng góp của xây dựng gui này. Tham gia vào chiến trường 3 lần. Toàn bọn khỏe đấy anh em ạ. Thế là xong. Đơn giản đan rổ cho sẽ nâng cấp cái kỹ năng khoảng 3 lần anh em nhé. Nâng cấp kỹ năng 3 lần. Nâng cấp thoải mái luôn. Rồi cho nâng cấp xong và chúng ta sẽ trang trí tới sáng bóng. Đây rồi. Đột phá này. Tăng nhanh này. Xong luôn. Chúng ta sẽ mua thêm một vài cái ống năng lượng nhá. Hai ống năng lượng. Thử thách ưu tú à. Thách ưu tú thì không quá khó đối với mình. Xong rồi. Nhận tất cả. Đấy. Nhận thêm game. Ok như con dê luôn nhờ. Không gì khó cả. Chưa đã xong. À chưa xong. Nhận xong đâu.
Đấy, nhận rất là nhiều đồ, rất là nhiều thứ dành cho chúng ta ở trong này. Ok. Rồi. Nhiệm vụ của tôi cũng đã xong. Bây giờ thì tôi làm cái gì đây? Nhiệm vụ này. Đây, nhận cái này đi. Xong nhiệm vụ rồi, chắc là mình sẽ đi ải đi nhỉ? Yeah. Đi ải là hợp lý nhất trong bây giờ rồi. Đây. Hy vọng là tôi có thể vượt qua được cái ải này. Nó cũng khá là khó, không chẳng dễ đâu. Cố chắc được. Anh em mình đoán cố thì chắc là ổn rồi. Tắt tiếng bên cái chín chóc này phải ha. Tiếng này nó hơi bị to. Tấn công luôn. Này các bọn tơn đầu thì khá là dễ, con bọ ngựa mình có thể công được. Đây là tơn. Uầy, chết rồi, tơn này mới khó này. Ui, đóng băng luôn thôi. Đóng băng là ta không đánh được luôn anh em ạ. Còn đây đâu có kỹ năng mẹ thốn vãi. Đừng chết anh em. Đóng băng con cái đánh phát nào đóng băng cái đấy anh em ạ. Đánh xa được bây giờ. Cho anh nhốt được một con. Nhưng mà con kia của mình cũng bị ấy rồi. Cố lên nào, cố lên nào. Trận này khó, con kia giải rồi kìa. Giải trừ hiệu ứng. Giải trừ hiệu ứng. Ôi giết được con đấy rồi. Giết con bọ ngựa rồi. Con sắp chết rồi anh em. Đúng rồi, một con đã chết. Hai con đã chết. Bây giờ tập trung vào hết một con thôi là nó. Nó xong rồi. Nó xác định rồi. Ok. Tiếp tục. 3 sao luôn, ngon chưa? Chúng ta sắp vượt qua được cái cửa này rồi chăng? 16-10. Nó khỏe quá. Tôi khó đánh thật sự anh em nhỉ. Nó chẳng dễ đánh một tí nào. Phải nói là không hề dễ đánh một tí nào luôn. Hiệu quả cao. Ui dồi, tấn công. Tấn công con Burasaur tôi. Đúng rồi. Còn chim băng anh em. Chim băng. Chim băng này khá là ghê anh em. Chim băng này khá là ghê rồi. Nứt đất lên. Như thế này lên. Mày hiệu quả thấp. Hiệu quả thấp rồi. Bây giờ vả thẳng mồm thôi anh em. Không đợi nữa. Nhờn. Ok. Bị choáng rồi. Con này bị choáng rồi. Chúng ta chuyển nó sang cái thế giới song song. Thế giới song song sẵn sàng chào đón bạn xong. Ơ cái map này vẫn khá là dễ nhỉ. Thế nhưng mình thấy cái map này vẫn khá là dễ. Đây này, nó chuyển vào cái map này mới là khó này. Bắt đầu mấy cái map này mới là khó này anh em. Pokemon của chúng ta bây giờ bắt đầu là khó lên rồi này. Đột phá. Ồ, mình có thể quét ở đồng bằng lạnh giá 16-9 rồi này. Ok, cho sang cái map mới. Map này khó lắm. Map này cực khó luôn ấy. Map này gọi là siêu khó. Ok, tấn công nhanh và tiêu diệt gọn. Đúng rồi, con này tiếp. Tấn công đê. Tắt tiếng bên 99%. YouTube là hơi bị to ha. Trời. Con này khá trâu, mình đã chết mất một con rồi anh em ạ. Ba con nước. Kinh thế nhỉ. Kinh thật sự là đánh rất khó để thắng được anh em ạ. Phải nói là như vậy. Giờ thì không dễ rồi. Đấm bọn này thì tôi còn bị hôn mê chứ. Chưa nói gì là bị là nó đánh cho. Tấn công một lần. Đúng rồi. Con kia nó bị trói rồi. Trói buộc bởi dây rồi. Trói ngay làm sao mà có thể
đủ khả năng để có thể tấn công được rồi. Ok nhá, xin chào lại anh em nhá.